Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc. Hiện tại Lượng đang có mặt tại xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang các bạn ạ. Trong video ngày hôm nay, Lượng sẽ đưa các bạn cùng Lượng đi tham quan và khám phá bản làng của người La Chí và người Tày ở đây. Đây các bạn ạ, trước mặt mình đây là những tấm vải của người La Chí này. Họ nhuộm xong bây giờ mang ra phơi khô xong rồi mới may làm quần áo nhá. Ở nơi đây thì họ nuôi khá là nhiều trâu nha các bạn ạ. Ở những nơi khác thì họ nuôi bò, nhưng ở đây thì đất đai rộng và có nhiều cỏ thì họ sẽ nuôi trâu hợp lý hơn và giá trị kinh tế cao hơn là bò. Chào chào các cô nhá. Các cô đi chăn trâu về à? Có lẽ là họ cũng ít tiếp xúc với người lạ thôi các bạn ạ, cho nên là mình chào hỏi thì cũng thấy họ không trả lời, hoặc là do họ không am hiểu tiếng phổ thông các bạn ạ. Để mình tiếp tục xuống dưới để khám phá nhá. Đây họ đi lấy củi về đây này, thì thường thường người La Chí họ sẽ gùi bằng cái dây buộc ở đầu nhá. Đây các bạn ạ, thường thường của những ngôi nhà của người La Chí ở nơi đây ấy, thì họ là sống trên những ngôi nhà sàn và làm vách bằng vách nứa. Và cũng có nhiều ngôi nhà như ngôi nhà bên trên đây, họ bên trên là vách bằng ván luôn và bao quanh bằng cái tường như kiểu nhà chính tường ấy các bạn ạ, tường làm bằng đất luôn nhá, rất là tuyệt vời. Những ngôi nhà sàn của đồng bào người La Chí thì vô cùng là giản dị luôn đấy. Còn ở bên cạnh trước cửa nhà này thì họ có cái vườn rau để trồng rau để sử dụng phục vụ cuộc sống hàng ngày nha các bạn ạ. Thật là tuyệt vời các bạn ạ. Trước mặt mình đây là một khung cảnh bản làng vô cùng là bình yên. Ở đây thì những khóm ruộng bậc thang mùa này họ chỉ để chăn thả vịt thôi. Ở đây thì họ chỉ làm một vụ duy nhất thôi nhá. Những cái khóm ruộng bậc thang bao quanh những ngôi nhà sàn của bản làng này vô cùng là tuyệt vời. Các bạn ạ, trước mặt mình đây là ngôi nhà sàn tường bao quanh bằng bức tường chính tường nhá, tức là tường đất đỏ ấy. Rất là tuyệt vời này. Ở kia thì có một ít những cái vải ấy, vải lanh ấy thì họ vừa nhuộm vào những cây tràm ấy xong mang ra phơi khô như này nhá. Họ sẽ phơi thật khô đi xong rồi mới mang về khâu may thành những chiếc áo, chiếc váy để mặc trong cuộc sống hàng ngày nhá. Theo như mình quan sát ấy, thì ở đây thì họ đa số là nuôi những con gà đen như thế này này, rất là tuyệt vời nhá. Này đây các bạn ạ, mình vừa di chuyển vào đây thì thấy họ đang dựng nhà này. Đây là dựng nhà sàn nhá. Theo mình quan sát đây thì nhà sàn này thì ba gian hai trái luôn, họ dựng ở chỗ khóm ruộng này. Cháu chào cô nhá. Cháu chào cô ạ. Cháu xin phép cháu quay cái sợi vải này của mình tí. Đây các bạn ạ, đây là vải mà đồng bào người La Chí ở trên này họ dùng để dệt quần áo nhá. Đây thì họ bóc từ những cái thân cái lanh ra ấy, xong thì qua rất là nhiều quá trình, họ mang đi phơi khô này, xong rồi mới mang đi quấn vào này, xong rồi mang đi dệt thành cái tấm vải ấy, xong lại đi nhuộm nha, nhuộm xong mới phơi khô. Nói chung là làm được một cái bộ quần áo của đồng bào người La Chí ở đây thì không hề đơn giản tí nào nhá các bạn ạ, vô cùng là phức tạp luôn đấy. Đây các bạn ạ, họ bóc từ cây lanh ra xong họ còn đấy, xoáy xoáy như này, nó tròn cái sợi này vào nhá, xong là mang lên phơi khô đấy, phơi cho khô đi xong mới bắt đầu còn nhiều công đoạn mới làm được quần áo nhá các bạn ạ. Còn đây là những cái dụng cụ để dệt, phục vụ cho việc dệt quần áo này. Như cái vải đây họ sẽ gấp vào trong cái này xong là buộc một sợi ở đây xong quấn các bạn ạ, quấn như thế này này đấy,
quấn để quấn thành một cái cục to ấy, xong mới mang đi dệt nhá. Phùng đang dẫn chú đi đâu ấy Phùng? Ở gốc cây đa. Ồ, gốc cây đa à? Cây đa này có nhiều năm tuổi chưa? Rồi. Bao nhiêu năm tuổi rồi à, Phùng? 100 tuổi. 100 tuổi luôn. Wow. Mặc thế không lạnh à cháu? Mặc quần áo thế không lạnh à? Cháu mặc áo rét vào. Trước mặt mình đây là cái gốc cây đa to này. Mà đây gốc cây đa cổ thụ lâu đời nhất ở khu vực bản Phùng này nhá. Cháu chào bác ạ. Bác đi làm gì về đây bác? À, đi lấy nước ạ. À? Theo mình quan sát ấy, thì gốc đa này vô cùng là lớn này các bạn ạ. Đây thì chắc phải tầm chục người ôm thì mới xuể nhá. Để mình cho các bạn tham xem này. Đây các bạn có thể thấy này. Cái này có lẽ là trước nó khu vực này nó bị gãy rồi. Nó mới mọc lại cành. Còn những cái cành đây thì chắc phải vanh nó toàn tầm trên 100-200 luôn. Rất là to nhá. Các bạn ạ, bên dưới này thì là cái nguồn nước sinh hoạt hàng ngày của những cái hộ quanh đây nhá. Ở đây thì có một khe nước ngầm ở trong này. Thì họ cũng xây một cái bể ở đây và dẫn một cái vòi nước cho đây để sử dụng chung nhá. Tắm rửa giặt và nước sinh hoạt hàng ngày. Nói chung là nguồn nước đây cũng khá là khan hiếm nhá các bạn ạ. Nhà mình cách đây xa không bác? Xa đấy. À. Thế bình thường mình cứ xách mỗi lần là 2 can 5 lít này thôi ạ. Vâng ạ. À. Thế sao mình không dẫn ống về nhà đi bác? À? Sao mình không kéo ống dẫn nước này về nhà đi? Người ta không cho kéo đâu. Người ta không cho kéo à? À, nước này nước chung của cả bản đấy à? Ừ. Ai dùng thì về, ai dùng bao nhiêu? Ừ. Thế làm nước chung các bạn ạ. Ví dụ như kiểu là ai thích về đây hứng lấy bao nhiêu về thì cũng được đúng không? Nhưng mà không được phép kéo về sử dụng riêng. À, này các bạn ạ, nguồn nước thì vô cùng là khan hiếm. Đây là cháu của ông không? Không. À, thế đứa này bao nhiêu tuổi giờ chú? 14 tuổi. Bao nhiêu? 14 tuổi. 14 tuổi à, còn đi học không? Không. Sao không đi học nữa? 14 tuổi mà nghỉ học rồi. Trước mặt mình đây thì có bà cô họ đang vớt bèo về để nấu cám lợn này các bạn ạ. Như các bạn dưới xuôi thì bèo để nấu cám lợn là rất là nhiều, nhưng mà ở đây thì cũng ít thôi các bạn ạ. Thấy chân thôi. Đây các bạn ạ, thường thường thì vùng cao sau khi gặt lúa thì họ sẽ chất rơm thành từng đống như thế này để mùa đông làm thức ăn cho trâu, cho bò nhé. Nói chung là trên vùng cao ấy, thời tiết mùa đông rất là khắc nghiệt nên là không có cỏ cho trâu thì họ phải cho trâu ăn rơm thôi. Mời em ở lại núi là hoa chiều và cà xí nữa. Sợ gì? Chú vui tính quá. Có đùa mà có vui. À và. Đoạn làm cho mệt quá chưa làm được, cho phải hoàn thiện cho ăn tiết thôi. Nó hành nóng. Toàn xung quanh này vui nhất là toàn nhà mình đâu, có gì đâu. Kêu là anh ngủ chỗ này đấy. Vâng.